Có thể thấy này, khu vực Tân Bình này mưa dã man luôn. Đây. Đúng là đây là cơn mưa bất chợt luôn mọi người. Cái này thời tiết đi thì tương đối là đẹp, nhưng đến bây giờ thì mưa ngập luôn. Mọi người đứng dọc đường này, đây trú mưa ở khu vực này. Thì hôm nay thì Hải có về các lên khu công nghiệp Tân Bình nên tranh thủ thấy mưa này quay cho mọi người xem một xíu. Nhưng mà mưa kiểu này mưa rất lạ luôn. Chỗ mưa tương đối là lớn, ở chỗ thì mưa rất là nhỏ. Đây, khu vực này là mưa lớn này, dọc đường là đứng ở khu vực này nước đọng lại dưới lòng lề đường luôn. Cái này thì có bất chợt đó nên mình cũng không có chuẩn bị gimbal hay là máy quay gì, là tiện thể đi qua lấy điện thoại quay thôi. Đây, về đến khu vực Eo An này thì đỡ hơn rồi này, mưa nhỏ hơn, dọc cái này ngồi ngay góc lề đường để trú mưa. Dọc này mọi người thấy không? Rất là đông. Đấy, bây giờ thì mình cùng đi cùng với Hải hướng về quận 3 nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại con đường Trường Chinh. Con đường tương đối là lớn và dài và đẹp tại khu vực này. Đấy mọi người, thời tiết Sài Gòn này mọi người lúc nào cũng phải thủ sẵn một chiếc áo mưa ở trong cốp xe để phòng khi nó mưa bất chợt đấy. Nên đừng có giống Hải nhá. Đấy, đôi khi mình chủ quan quá thì mình để áo mưa ở nhà. Thì hôm nay thấy thời tiết nó nắng tương đối là đẹp, nên không có dấu hiệu là mưa. Thế mà thế lúc mình về thì mưa lớn này. Ở bên này dọc cái này đấy, nhưng mà lâu lâu thì mình đi nó bắt gặp được cái cảnh trời mưa này để quay cho mọi người xem, cũng thấy nó hay hay và là lạ. Đây là những clip thực tế luôn chứ cũng không có phải là mình đó đâu. Đây, đây những cái cửa hàng quán ăn hủ tiếu tương đối đông khách. Đấy, khu vực này thì xe cộ đi lại rất là nhộn nhịp. Về khu vực này thì nó đỡ mưa hơn nhiều rồi nên Hải mới quay được ấy. Chứ thực sự nếu mà mưa lớn quá thì mình cũng không quay đâu, vì máy nó không chống được nước. Ở những cái vùng nước nó đọng lại này, ui giời, cống ngập không thoát được nước. Mình xem này, đây, khu vực này nước lênh láng đường luôn. Khu vực này thì nó mới vừa mưa sao, mưa được một lúc rồi nên có vẻ là cũng ngớt rồi. Đây diệt nước. Cứ mỗi lần mà Sài Gòn mưa cái khu vực này còn ít nữa đi chơi này. Nước à, mày nhìn thấy không? Ui, nước lõm bõm ấy. Chỗ nãy mà đứng chờ đèn đỏ thì thôi. Đấy, đây khu Tân Quỳ, Tân Quý này, ôi ở nước này. Đi xe mà mấy ông nhiều khi đây, nước nó bỏ mọi người đây, đang lội nước. Đây là cái trải nghiệm thực tế mà lần đầu tiên mà Hải được đi đấy. Hôm qua thì mình qua khu chung cư Ấn Quang đó, nó còn ghê hơn. Chỗ này nó tắt được, chỗ này khó đi. Mưa gió. Đây thì bây giờ thì mình cùng đi đường này về ngã tư Bảy Hiền nhá. Đường Trường Chinh này kéo tương đối là dài. Hết đường Trường Chinh là ra đến đường Lê Văn Duyệt. Bây giờ mình cùng đứng chờ đèn một xíu nha.
đường Âu Cơ giao nhau với đường Trường Chinh. Đấy, về đây đỡ hơn nhiều, về đây thì đường khô ráo hơn này. Đấy, cũng như là không có bị ngập nước chứ. Khu này ngập nước nhìn ghê không? Mưa gió như vậy mà tình hình mua bán tương đối là nhộn nhịp ngày đêm. Đấy, các bạn là về đây thì nó ngớt mưa rồi. Chắc đây cũng là cái video đầu tiên mà Hải quay tại khu vực này để gửi tới quý cô chú anh chị các bạn đấy nhỉ. Là đầu tiên mình cũng đi xa xa ra khu vực Tân Bình này. Hải quay thì nó không được chống rung nữa, nên nó cũng sẽ không được tốt cho lắm, nên mọi người cùng xem đỡ nhá. Thời tiết này có vẻ là cũng muốn mưa nữa cơ, mây được kéo tới nhiều lắm. Tiếp theo tới là mình tới với đường Trương Công Định giao nhau với đường Trường Chinh. Nước ấy. Mà khu vực này thì nước có đỡ hơn nhiều so với ở đoạn trên kia. À, vừa rồi thì nó có một chút trục trặc kỹ thuật mọi người. Bây giờ thì mình cũng tiếp tục đi tiếp nha. À, khu vực này là cũng đóng cửa nhiều lắm. Giờ này mới 8 giờ tối nên mình thấy đóng cửa tương đối là nhiều. Bây giờ chỉ có những hoạt động, những quán ăn, cà phê thì mở, cũng như là một số cửa hàng thời trang thôi. Chứ còn tất cả là đều đóng cửa hết. Bên này là Vina giày, một thương hiệu giày khá lớn tại ở Việt Nam mình, cũng như là xuất khẩu nước ngoài nữa. Đấy, thì tiếp theo là mình tới với con đường Đồng Đen giao nhau với đường Trường Chinh. Mình cũng sắp về tới ngã tư Bảy Hiền luôn rồi mọi người ạ. Xe cộ thì lưu thông rất là đông. Cái này được khoảng 11 giờ xe công chạy nhiều lắm. Cái dọc này cũng khá là nhiều người vô gia cư này. Nhưng mà chẳng biết là có vô gia cư thật hay không nữa.
hay đôi khi nhà nhiều người ta có nhà ta vẫn ra đường xin vậy á. Nếu mà có biết những người vô gia cư thật hay không thì tầm khoảng 11, 12 giờ đêm thì mình đi thì có thể biết được. Đấy, về khu vực này thì mọi người thấy không? Lại không mưa nữa rồi. Thời tiết Sài Gòn rất là lạ luôn. Cứ một đoạn mưa, một đoạn không, một đoạn mưa, một đoạn không. Rất là hay. Quán bột chiên 25.000 một phần. Bột chiên là cái món tương đối là ngon mọi người. Ai cũng tương đối là thích cái món đấy. Món đấy thì nhiều người không ăn được dầu mỡ thì cảm thấy nó hơi ngán ngán thôi, nhưng mà ai cũng thích cái món tương đối là ngon. Thì mình tới với ngã tư Bảy Hiền nha. Đấy, đường giao nhau đường Trường Chinh với đường Cách Mạng 8, có tên gọi khác là đường Lê Văn Duyệt. Đấy, về khu vực này thì không có một hạt mưa đâu luôn. Thời tiết Sài Gòn rất là kỳ lạ. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực ngã tư Bảy Hiền rồi. Khu vực này thì đang chuẩn bị tiến hành làm tuyến metro số 2. Khu vực này thì lượng xe lưu thông rất là đông. Ôi giời ơi. Thì hiện tại mình đang có mặt tại ngã tư Bảy Hiền này. Khu vực này mọi người thấy không? Khu giải tỏa đây nên cái diện tích vỉa hè rất là rộng, rộng khu vực này giải tỏa nó tương đối là gần xong rồi. Nhờ chắc là thi công, chắc là qua năm là họ cũng bắt đầu thi công giải tỏa thêm một số khu vực nữa thôi. Thời tiết rất là lạ luôn. Bây giờ thì Hải cũng mới dừng lại và lắp gimbal vào đi quay cho mọi người trải nghiệm cho nó khác biệt nha. Thế thực sự Hải cầm bằng điện thoại nó cũng mỏi tay lắm. Và mình cùng đi chạy đường này là về đến cả đến chợ Bến Thành rồi. Tầm khoảng 6-7 cây gì đấy là tới chợ Bến Thành. Trước khi tới Trấn Thành thì mình phải nên ghé qua công viên Lê Thị Riêng, quay cho mọi người xem một xíu, cập nhật những hình ảnh về đêm tại công viên. Bên này thì ở các cửa hàng thời trang này,
mở cửa. Cũng có một số cửa hàng bên cạnh đấy thì cho thuê mặt bằng và bán nhà cũng có. Đây, còn sang bên này là một khu ăn uống ấy. Mọi người nhìn sang bên đường đấy, một khu trên đường ăn uống tại phía bên đường luôn á, rất là đông đấy, dọc khu vực này. Mọi người nhìn đây, đây quán cô gái có dâu, hot TikToker. Rồi quán chè này rất là đông khách đó, mọi người nhìn thấy xe mọi người biết là nó đông mức độ nào. Được cái thời tiết ở khu vực này phải nói là thời tiết Sài Gòn này rất là lạ, cực kỳ lạ. Ăn nhậu gọi là không quan trọng là ăn nhậu ở đâu đấy, cứ miễn sao là có bạn nhậu cùng vui là đấy là nhậu đấy. Giống như mình mới vừa đi qua đấy, ngồi ngay phía hè thôi, làm vài lon bia cùng với Chi Kỷ đấy, quên ngày tháng rồi, bắt đầu ngày mai mình lại vào công việc mới, một tuần làm việc mới. Trang rồi, mọi người thấy này, buôn bán này, đa dạng mẫu mã quần áo này, nhiều lắm đó, kiểu như mà cũng giống như mà bên khu phố thời trang bên trái vậy, nhưng mà tương đối là vắng khách. Bên này đang xả hàng đồ nữ, nam nữ còn zin 100k đồng giá. Đây này là món bún chả sữa, chả sữa Nha Trang, bún mắm, một món này bán dép. Đây là mình chuẩn bị về tới công viên Lê Thị Riêng luôn rồi. Công viên Lê Thị Riêng này đang tổ chức hội chợ mọi người, bán đồ ăn uống. Đây là đường Bắc Hải giao nhau với đường Cách Mạng 8. Bây giờ mình cùng đi qua công viên Lê Thị Riêng một xíu nha. Ui, vào đây thì thiên đường ăn vặt luôn, nhiều dã man luôn tại khu vực này. Được ăn mặt đấy. Bạn ghé đây mua đồ không? À? Đây chỗ này thì có chợ, nhưng mà chợ này chuyên dành cho các bạn nữ thôi. À quên, cho giới trẻ chứ quên. Còn dòng này bán đồ ăn mặt cũng tương đối nhiều, nhưng mà hôm nay thì công an đứng đây nên đừng hạn chế, không được nhộn nhịp lắm so với những ngày bình thường. Bây giờ mình cùng tiếp tục vào đó thôi, vào cái mạng 8 thôi.
đến đây thì Hạ xin phép được dừng video clip ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo nhé.